xin được gửi lời chào thân ái đến quý vị cùng với chúng tôi qua mỗi tuần một vấn đề kính thưa quý vị chắc gần đây quý vị đã thấy có nhiều vấn đề liên tục xảy ra ở tại chùa Phật Quang cũng giống như là giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ và như là văn phòng hai viện Hóa đạo và kết cuộc là sự từ chức ở chức vụ quyền Chủ, uh, Chủ tịch Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo của Thượng tọa Thích Chắc Đắng Hôm nay chúng tôi có 12 đạo hữu đó là ông Trần Đình Minh Ông Trần Đình Minh hiện nay là Tổng Thư ký Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ và đồng thời có đạo phụ Nguyễn Thanh Châu ông hiện nay là phó trưởng ban nội vụ của chùa Phật Quang đến chia sẻ những vấn đề mà chúng ta muốn tìm hiểu thêm về những vấn đề hiện nay đang xảy ra tại chùa Phật Quang nói riêng cũng giống như hội đồng uh, giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất uh, tại Hoa, hải ngoại, tại Hoa Kỳ nói chung cũng giống như là văn phòng Hải viện Hoa đạo mỗi tuần một vấn đề chúng tôi xin trân trọng gửi lời chào và cảm ơn quý vị đã có mặt cùng với chúng tôi ngày hôm nay dạ vâng dạ, trưởng Kha xin chào anh Trọng và kính chào uh, quý vị khán thính giả của đài. Dạ, xin kính chào anh Trọng và kính chào quý thính giả của đài Little Sài Gòn TV. Dạ, vâng. Ừ. Dạ Trước tiên thì uh, chắc phải xin lỗi ông Trần Đình Minh, hiện nay ông còn đảm nhiệm cái chức vụ tổng thư ký hội đồng uh, hội đồng điều hành giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ hay không? dạ vâng hiện đang là tôi bây giờ cũng đang vâng. giữ cái chức vụ tổng thư ký hội đồng điều hành giáo hội phật giáo việt nam thống nhất hải ngoại vâng. tại hoa kỳ dạ vâng thế thì thưa anh châu anh vâng. nguyễn thanh châu anh bây giờ là một trong những thành viên điều hành của cái và anh đảm nhiệm cái chức vụ phó trưởng ban nội vụ của chùa phật quang điều đó có đúng không thưa vâng. anh đúng vậy thưa vâng. anh vâng. vâng. thế anh trần đình minh uhm lúc nào thì là cuối cùng anh có điều kiện gặp gỡ à, nói chuyện với đại lão hòa thượng tăng thống à, thật ra thì cách đây được khoảng chừng cũng gần 6 năm hơn năm năm rồi dạ yeah. 5 năm rồi thì khi mà mẹ tôi vào viện đó, thì yeah. cấp cứu thì tôi có cái tin là thì chạy cấp tốc được khoảng chừng chưa tới 10 ngày Dạ. Yeah. thì cũng dành cái thời giờ đến ghé hầu vẫn an đức tăng thống lúc mà hai mới Thế thì anh Nguyễn Thanh Châu dạ. trong đời sống Phật tử của anh, anh có khi nào có cơ hội gặp gỡ tiếp kiến được với tiếp gặp gỡ được hòa thượng Đại Lão Tăng Thống không? Dạ thưa anh thì Đức Tăng Thống coi như là một người rất là biểu tượng cho giới Phật tử chúng tôi. Thì ai cũng vậy cũng có cái ước mong, ước muốn rằng được về để đảnh lễ ngài. Coi như những dạ. cái đó là cũng một trong những cái phước duyên của người Phật tử tu tập và hoạt động sinh hoạt. Như trong cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất riêng bản thân tôi thầy cũng có dịp về và cũng rất muốn để đến đảnh lễ Đức Tăng Thống và cái ước nguyện đó thầy coi như cũng được duyên mãn và cũng được đảnh lễ ngài cũng nhiều lần và mỗi lần vậy thì ngài rất là hòa nhã mà mình khi mình gặp ngài thì mình sụp xuống mình lại ngài ngài không cho ngài đỡ mình lên ngài dặn nó thôi lên lễ phật đi nhưng mà mình người phật tử mà với một vị tôn túc lớn đạo cao đức trọng như vậy bắt buộc mình cũng phải lễ nhưng mà rồi ngài cũng đỡ lên à. và khi nói chuyện với ngài thì ngài rất là hòa nhã với mình mặc dù mình không là một cái chức phận gì và dạ nhưng mà ngài rất là niềm nở dạ. thưa anh trần đình minh thì trong thời gian gần đây thì chúng tôi thấy là chùa phật quang nhất là trong thời kỳ ông đại sứ mỹ đến à, thăm quận cam của chúng ta thì cái nơi đầu tiên ông đến thăm vào cái ngày thứ bảy đó tôi thấy ông lại đến chiếu cố đến chùa phật quang yeah. cái sinh hoạt ở trong chùa phật quang thì thấy lúc càng ngày càng tiến triển một cách rõ rệt số người đông thấy đúng một cái sao tại sao lại có cái chuyện xảy ra cho đến vấn đề là thường tọa thiết chất đẳng quyền chủ tịch văn phòng hai viện hóa đạo phải từ chức thân thưa anh đồng và thưa quý vị khán thính giả, thật ra một cái điều rất là đáng tiếc à, thì theo đối với tôi á, tôi nghĩ rằng là à, đây là cái vấn đề sai sót với nhau về vấn đề hành trình là chính. thì à, mình cũng điều mà đáng tiếc á là những cái sai sót của thượng tòa giặc đặng hoặc là cái cái không có hoàn tất những cái công việc mà trách nhiệm của ngài á thì điều đó có lẽ là đối với chúng tôi nghĩ thì là uh, rất là lấy lầm tiếc á, mà đến đến hôm nay mà lại 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 cái vấn nạn của của hội lại có hơi nặng nề. Thì lẽ ra cái này thì tôi nghĩ rằng là Viện Hóa Đào và Văn Phong Hải có thể ngồi xuống với nhau uh, sắp xếp làm sao đó để uh, làm cho cái công việc cái vấn đề mà sai khuyết với nhau có thể sám hồi với nhau được để làm được hoàn 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 tất được rất tiếc là bây giờ đã để để hơi cái tình trạng nó hơi dao động và nặng nề hơn. Yeah. Thế thưa anh trong cái tiến trình mà có những cái vấn đề như là phòng thông tin Phật giáo quốc tế đưa ra à, ví dụ như là thường tọa quyền chủ tịch Thiết Chất Đặng đã không có những liên lạc lâu dài với viện hóa đạo hoặc là không rõ ràng về những vấn đề chi tiêu tiền bạc à, trong những cái chuyến đi à, cứu trợ thì khởi sự nó tại sao mà nó để kéo dài lâu cho đến cái lúc mà sau khi ông đại sứ đi về rồi thì lúc đó lại bùng nổ ra là như vậy thưa vị anh có cái 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 điểm khởi điểm là ở đâu mà ra cái vấn đề đó dạ thưa anh trọng và thưa quý khán thính giả thì dạ, thực ra thì nói đến vấn đề đó thì từ trước đến nay là thế này thưa anh trọng à, từ cái thời kỳ ngài hồ giặc cho đến ngài trịnh lạc cho đến ngài viên lý thì thực tình mà nói là văn phòng 2 ít khi mà làm cái báo cáo Phật sự cho Viện Hòa đạo lắm. Oh. Là bởi vì là bởi vì thường thường và phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế thường hay sinh hoạt chung, thì mọi việc á thì phòng Thông tin khi mà sinh hoạt mà họp hành chung thì là phòng Thông tin ghi nhận những cái Phật sự của ở ngoài này rồi phòng Thông tin là báo cáo về cho Viện Hòa đạo. Do đó các ngài ít khi mà để ý báo cáo Phật sự lắm, yeah. thì. Uh qua cái thời kỳ mà khi mà thường tòa giặc Đặng lên làm quyền chủ tịch văn phòng hai viện hòa đảo thì 8 tháng trước á, thì không có chuyện gì vâng. thì cách đây được khoảng chừng bốn năm tháng á, thì khi uh, uh, giáo sư võ văn ái uh, cũng có một số vấn đề yêu cầu thường tòa uh, giặc Đặng uh, qua những cái email riêng tư thì là yêu cầu đáp ứng những cái gì mà, mà giáo sư muốn thì uh, chúng tôi muốn nói thẳng là, là, trong đó một cái việc chính là cái việc mà đức tăng thống có cho thường tòa thì chặt đặng ghi âm những cái lời ngài dạy yeah. dạ thì uh, liên quan đến chuyện giáo hội liên quan đến cái vấn đề mà di dời cái biển hòa đảo trong nước ra thì từ chỗ đó giáo sư võ ai muốn biết cái băng ghi âm đó phải đưa cho cho giáo sư biết thì nhưng mà thường tòa thì nghĩ rằng là cái chuyện đó có vấn tính cách riêng tư thì tôn trọng sự riêng tư của Đức Tăng Thống cho nên cũng giảm đưa. Thì có lẽ là giáo sư cũng buồn cái chuyện đó mà không không muốn à, sinh hoạt. Thì và lại có một số Phật sư khác nữa thì có lẽ là giáo sư cũng đóng góp cho thường tòa nhưng mà thường tòa có lẽ là cũng đa đoan quá nhiều khi cũng chưa tiếp nhận để mà làm theo ý của giáo sư thì từ chỗ đó là giáo sư bỏ không sinh hoạt kể cả chị lan không sinh hoạt này được nếu như tính hôm nay thì cũng là năm sáu tháng rồi thì khi mà năm sáu tháng trở lại đây thì cái phật sự thì thì, 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 bây giờ á, thì viện hòa đạo mới yêu cầu thường tòa giặc đắng á, là báo cáo phật sự về là bởi vì cái việc đó là việc của giáo sư mà bây giờ giáo sư không có thì thì trong nước họ lấy cái lý do là không có và rồi thì họ lại báo, báo cáo về thì tình ra mà nói thì lúc đầu á Cái sự liên lạc giữa anh Lê Công Cầu Tổng Thư ký của Viện Hòa Đạo Thì anh nhận qua tôi bằng về tính cách anh em Anh là Tổng Thư ký của Viện Hòa Đạo Mà tôi là Tổng Thư ký của Hội đồng Điều Hành Thì như anh Trọng biết á Nói qua một chút nữa để anh Trọng thấy rằng là cái văn phòng hai, Cái cơ chế của văn phòng 2 á, Là cái vị chủ tịch văn phòng 2 là Trên cái nguyên tắc á Là điều hành tất cả các châu lục Chứ không phải là riêng của Hoa Kỳ Hoa Kỳ là một trong những thành viên của văn phòng 2 mà thôi. Yeah. Nhưng mà khi với các cái từ nhiều giáo trị, từ nhiều cái giao đồng của giáo hội từ trước đến nay á, thì các châu lục không còn hoạt động nữa, yeah. chung với văn phòng 2 nữa. Thì vì vậy cái văn phòng 2 nó nằm tại nước Hoa Kỳ, thì sinh hoạt chung với giáo hội của Hoa Kỳ. À, anh hiểu ý tôi nào đó. Yeah. Thì từ cái chỗ đó, thì khi sinh hoạt chung như vậy á, thì nói là văn phòng 2 mình có nhiều Phật tử họ hiệu lắm tôi là tổng thư ký của văn phòng hai mà trên tôi lớn phải anh không phải à, dạ. thế bây giờ chúng tôi xin xin hỏi anh một câu rất là ngắn gọn và à, dạ. anh cho câu trả lời rất ngắn gọn thế thì theo cái suy nghĩ của một người phật tử sinh hoạt đây có là vấn đề nguyên nhân cá nhân giữa ông võ văn ái và thượng tọa thích chân đẳng không dạ đúng là vậy dạ đúng là đấy. kính thưa quý vị quý vị đang cùng với chúng tôi qua mỗi tuần một vấn đề và đặc biệt hôm nay chúng tôi gửi đến quý vị chắc quý vị cũng biết rằng là vai trò của Viện Hóa Đạo, Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ đã đóng một vai trò quan trọng trong cái sinh hoạt của cộng đồng của chúng ta qua những cuộc tranh đấu cũng giống như tất cả những cuộc sinh hoạt để đứng lên đòi một cái dân chủ nhân quyền và đặc biệt là quan tâm đến những người bị áp bức tại việt nam bởi thế chúng tôi đã mời ông tổng thư ký hội đồng điều hành giáo hội phật giáo việt nam thống nhất hải ngoại tại hoa kỳ cũng giống như một thành viên của chùa phật quang đến để chia sẻ với quý vị một vài vấn đề mà chúng ta được giới báo chí truyền hình nói rất nhiều trong thời gian qua đó là sự từ chức của thượng tọa thích giác đăng và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát